Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ở trong clip hôm nay mình sẽ lại tiếp tục với con tài xỉu CF68 này. Thì đây, hôm qua mình có chơi quay thú thử vận may thì mình có cái vốn là 2 triệu rưỡi anh em ạ. Thế là vào chơi mấy tay thì được thành 4 triệu nhá. Hôm nay mình cầm luôn cả số vốn 4 triệu này vào thử cái vận may trong cái con tài xỉu cân bảng này. Nên là nếu mà vận may mà đánh vài tay mà lên độ thành 6-7 củ là mình sẽ rút anh em nhé. Hôm trước là cũng mới rút được 2 triệu rồi. Tổng rút được độ khoảng 12 triệu anh em ạ. Nhưng mà nói chung là mình nạp vào thì cũng một số vốn rồi. Ây da, có vẻ bên xỉu nhiều hơn mình đánh bên tài anh em nhé. Đấy. Thì mình chơi chủ là chiến thuật của mình là ăn non anh em ạ. Được 5-700 1 triệu, hoặc là nếu đang cầu đẹp thì đánh một lên được một vài củ là mình nghỉ thôi. Cầu đẹp thì mình sẽ đánh mạnh tay một tí để chốt lãi anh em nhé. Đấy, chiến thuật của mình là như thế. Còn anh em cũng muốn chơi con game này hoặc là thử vận may với nó thì anh em có thể tải về chơi. Mình có để cái link tải ở dưới phần mô tả và bình luận, anh em tải về chơi để trải nghiệm với con game này cũng như là cái kiếm cái lời từ nó nhá. Đấy, tải luôn em nhá. Đấy, mình thấy anh em vào cái này xỉu nhiều quá, mình đánh sang tài luôn này, húp luôn anh em ạ. Đấy, đang để xem nào. Cứ tài xỉu. Thế thì phát này mình thử đánh xỉu xem, đánh cầu 1-1 đi xem nào anh em nhá. Làm 2 lít cái. Đấy. Thế này mà ăn phát là ăn ra được 3 lít đây anh em ạ. Là ấm luôn đấy. Đấy, đạt được ngày công hôm nay ở nhà rồi. Nào, xem nào. Thời gian hơi lâu đúng không nhá. Ấy da, bên tài nhiều ghê nhỉ. Đấy, anh em mà vào để ý nhá, bên nào mà mặt nó nhiều quá nó không cân mặt là nó sẽ đuổi ra đấy anh em ạ. Xỉu đấy. Úi giời ơi, nhìn này thì đúng là nổ hũ rồi, chán chả buồn xem luôn anh em, tí nó nổ luôn. Vẫn là tài anh em ơi. Nó bẻ cầu rồi. Hai xỉu hai tài, giờ ra một xỉu hai tài anh em ơi. Mình sẽ không bẻ cầu nữa nhá anh em nhá. Đáng ra phát này có khi nó sẽ bẻ sang cầu này nhưng mà mình sẽ không bẻ nữa. Mình đánh luôn bên tài này. Đánh bệt luôn. Chờ đợi mà nóng hết cả ruột anh em ạ. Xem nào. Quay nhanh em, quay nhanh làm vài ba tay thế là húp lên mấy lít là nghỉ luôn. Nào, tài đấy. 12 điểm tài xem nào. Ui trời, xỉu rồi, chết rồi. Mình bẻ không thành công rồi anh em ơi. Đi đánh toàn đuổi đít nó thế này thì chết dở rồi. Ê nhỉ. Ảo quá, như này nó này cầu kèo hôm nay đi chán thế nhỉ. Hay là mình đen nó thế nhỉ. Đấy, xem nào. 2 xỉu 2 tài thì đi 1 xỉu 2 tài. Đấy, 1 xỉu. Xem nào. Và được rồi, mình sẽ tiếp tục đánh tài cửa này phát nữa anh em nhé. 3 lít. Ôi giời ơi. Xem nào.
anh em nào mà cũng đã từng chơi, có những kinh nghiệm nào hay thì có thể comment bên dưới để cùng chia sẻ với anh em nhé, để anh em cùng vào tìm hiểu và học cách kiếm tiền. Ôi rồi lên luôn anh em nhé, húp luôn này, 456 liêng luôn anh em ạ, tài 15. Thấy chưa? Một xỉu hai tài, một xỉu lại hai tài, lại đánh tài phát nữa anh em nhé. Kệ nó đi, phát này ra tài nó húp luôn, nghỉ. Con này chắc là 12 điểm tài rồi anh em ơi. Mình thấy soi cầu mình đoán là như thế đâu. Xem là mình có chính xác hay không nhá. Đánh nốt tiếng này nghỉ anh em ơi, chốt lãi. Hôm nay cầu kèo nó không đẹp lắm cho nên là cũng không được hên cho lắm anh em ạ. Úi giời ơi. 14 chứ không phải 12 anh em nhá, lại hút tài rồi. Thôi, mình ăn non làm mấy lít rồi anh em nhá. Hôm nay vận may nó cũng không được hên cho lắm cho nên là cũng làm 3 lít ăn non anh em ạ. Đạt ngày công của mình ngày hôm nay rồi. Thì cũng hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Mình